Chào mừng các bạn đến với kênh Love Healing 149. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề vì sao cần chữa lành tổn thương trước khi bắt đầu một tình yêu mới. Khi bạn sinh ra đến với cõi đời này, bạn được vũ trụ ban tặng cho một trái tim lành lặn, trong sáng, tuyệt đẹp. Trong hình hài một đứa bé sơ sinh, bạn yêu tất cả mọi người một cách vô tư, hồn nhiên, không biết đến sợ hãi, toan tính là gì. Nhưng dần qua năm tháng, bạn bắt đầu biết nhận thức về cuộc sống, trái tim của bạn cũng dần thay đổi theo. Đôi khi những hành động của cha mẹ, người lớn hay một hoàn cảnh vô tình tác động đến nhận thức của bạn. Giờ đây, bạn đã biết yêu, biết ghét, biết sợ hãi, biết lo lắng. Càng lớn, những tổn thương càng chồng chất trong mối quan hệ giữa người và người. Đặc biệt, khi bạn trải qua vài mối tình tan vỡ, bị phản bội, bị bạo hành, bị kiểm soát. Nếu có thể, bạn có muốn nhìn xem trái tim của mình lúc này như thế nào không? Một trái tim đầy bất an, nghi ngờ, hận thù. Khi bạn trao trái tim, sức mẻ, chẳng chịt vết thương đó cho người khác, liệu có ai muốn đón nhận nó? Ngược lại, bạn có muốn nhận lại từ người khác một trái tim như vậy không? Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng mỗi tổn thương khi quăng vào chúng ta, từ gia đình, hoàn cảnh, các mối quan hệ, các mối tình đã qua, giống như một cái gai nhím nhọn hoắt. Khi ta đến tuổi trưởng thành, những cái gai nhím đó đã phủ chi chít lên trên chúng ta, bởi hầu như không có ai sống trên cuộc đời này mà không phải chịu tổn thương, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Thế rồi trên đường tình tấp nập, ta bỗng hứng thú với một anh nhím hay cô nhím nào đó. Và ta sẽ sát lại gần họ, nhưng càng sát lại gần, ta càng thấy điều đó là không thể, vì cả hai bên đều tui tủa gai nhím nhỏ hoắt. Khi cố gắng sát lại bên nhau, chúng ta lại càng làm cho nhau thêm đau đớn, tổn thương. Những cái gai nhím của đối phương sẽ găm vào ta, và họ cũng nhận lại từ ta y như vậy. Ví dụ, một người đàn ông từng bị người yêu cũ phản bội, trên người anh ta sẽ mọc lên một cái gai nhím, đó là sự nghi ngờ, mất niềm tin, sợ hãi, định kiến mọi phụ nữ đều tồi tệ như nhau. Và khi anh ta đến với mối tình tiếp theo, nếu chưa gỡ bỏ được cái gai nhím đó, anh ta sẽ hành xử trong tình yêu mới theo định kiến từ mối tình trước. Anh ta sẽ kiểm soát bằng những cuộc gọi, sự áp đặt, tra xét lịch trình giờ giấc, ghen tuông với mọi mối quan hệ bạn bè của cô người yêu mới. Và vì sợ hãi, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ dám offer 100% trái tim anh để yêu một cách trọn vẹn, mà luôn phòng thủ và chỉ dám yêu 30-40% mà thôi. Một tình yêu ngột ngạt phòng thủ như vậy sẽ tồn tại được bao lâu? Lấy một ví dụ khác, khi bạn sinh ra trong một gia đình luôn phải chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa, từ nhỏ bạn đã luôn thấy cảnh tranh cãi, quát mắng, thậm chí bạo hành giữa cha và mẹ. Những điều đó ăn sâu vào tiềm thức của bạn và ám ảnh bạn đến cả tuổi trưởng thành. Dần dà bạn không còn tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân. Bạn có một định kiến trong đầu, tình yêu vốn không tồn tại, không có thực và chẳng có ai yêu bạn thật lòng cả. Bạn có thể có nhiều mối tình, nhưng bạn không dám nhắc đến hai từ kết hôn. Bạn luôn sợ hãi, đắn đo, không có ý định cam kết thực sự với ai. Điều đó khiến đối phương của bạn thất vọng, rồi rời bỏ bạn. Còn bạn cứ loay hoay mãi từ mối tình này sang mối tình khác. Nhưng kết thúc của mọi mối tình đều cùng một lý do, và bạn chẳng thể nào hạnh phúc được. Vậy thử ngẫm xem trong những mối tình đã qua, bạn đã vấp phải những điều gì? Bạn sẽ tự nhận ra những cái gai nhím của mình. Yêu là khi hai trái tim phải chạm vào nhau. Muốn vậy, trước hết hãy gỡ bỏ dần những chiếc gai nhím của bạn đi đã. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng mình sẽ nhận được những chia sẻ và phản hồi tích cực từ các bạn. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với tất cả chúng ta.